Thưa thầy Bình, thưa thầy Sơn, thưa quý thầy cô cùng các chị đồng nghiệp, thì như chúng ta đã biết thì tình hình dịch Covid hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức là phức tạp và trên quy mô toàn cầu. Và cho đến nay thì mặc dù đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong hiểu biết về căn nguyên, về cơ chế bệnh sinh của cái dịch bệnh này, nhưng tuy nhiên thì các cái biện pháp điều trị đặc hiệu các thuốc kháng virus và các biện pháp điều trị đặc hiệu thì vẫn còn rất là nhiều cái hạn chế. Và vì vậy trong cái can thiệp điều trị cho đến nay thì các cái biện pháp điều trị hỗ trợ suy hấp vẫn là một trong những cái mà biện pháp mà áp dụng có vai trò rất là quan trọng. Và chính vì vậy nên cái chủ đề mà thông khí nhân tạo cho các bệnh nhân Covid là cái chủ đề mà nhận được sự quan tâm rất nhiều của các thầy cô, các anh chị làm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nói chung. Và cũng cái chủ đề này thì cũng đã được thảo luận, đã được tranh luận rất nhiều trong các cái diễn đàn, các hội nghị. Và trong cái hội nghị ngày hôm nay thì em cũng theo sự phân công của ban tổ chức, em cũng xin được trình bày lại một lần nữa cái chủ đề này. Và rất mong chúng ta sẽ không phải sử dụng không đến những cái vấn đề này trong điều trị các bệnh nhân Covid, nhưng mà cũng hy vọng là nếu mà dịch chúng ta trong trường hợp chúng ta phải đối mặt thì có thể những cái phần trình bày của em sẽ phần nào hữu ích đối với các thầy cô, các anh chị ạ. Thì nội dung bài trình bày của em, tại sao cái slide nó cứ chạy nhanh thế nhỉ? Em xin lỗi một chút. Thì trong cái phần trình bày ngày hôm nay thì em xin được nhắc lại một chút về cái đặc điểm về tổn thương suy hô hấp cấp do Covid nó khác biệt gì so với các cái hình thái ARDS cũ. Và cái vai trò, xin nhắc lại một chút về vai trò của thông khí xâm nhập trong điều trị suy hô hấp trường hợp hội chứng ARDS nói chung như là do Covid nói riêng, và những cái điểm cần chú ý, một số cái điểm mà đáng chú ý bàn luận nhiều về thông khí nhân tạo cho bệnh nhân Covid. Thế thì như các thầy cô, các anh chị chúng ta cũng biết thì ngay từ khi đầu vụ dịch Covid xảy ra thì một câu hỏi mà được đặt ra trong giới y học mình, đặc biệt là trong chuyên ngành hồi sức, đấy là cái tổn thương, cái suy hô hấp cấp do Covid này nó có phải là ARDS hay không. Và cũng như thế thì cái cách tiếp cận điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển do Covid này thì nó có khác biệt với lại các hướng dẫn cũ của chúng ta đã có hay không. Thế thì chúng ta cũng sẽ xem lại cái định nghĩa về ARDS, tiêu chuẩn chẩn đoán ARDS mà hiện nay đang áp dụng phổ biến rộng rãi nhất, đấy là cái tiêu chuẩn Becklin 2012. Thì chúng ta thấy là hình thái suy hô hấp cấp tiến triển do Covid cũng mang đầy đủ các đặc điểm, đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán của ARDS cũ, bao gồm như là bệnh cái tình trạng này tiến triển khởi phát cấp tính thường trong vòng một tuần, tức trong Covid thì thường bắt đầu từ tuần thứ hai, cuối tuần thứ nhất đến đầu tuần thứ hai là diễn biến cái tình trạng suy hô hấp tiến triển rất nhanh. Cái tình trạng suy hô hấp này thì không phải là do phù phổi, do quá tải dịch, và hình ảnh tổn thương phổi thì cũng lan tỏa trên cả hai phía trường. Và một đặc điểm nữa là bệnh nhân thì cái hình thái suy hô hấp giảm oxy hóa máu là chính. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã biết rằng là ARDS là một cái hội chứng mà nó không thuần nhất, có thể ra rất nhiều căn nguyên, từ các căn nguyên liên quan đến nhiễm trùng do virus, vi khuẩn, do nấm, hay các căn nguyên không phải nhiễm trùng. Và mỗi một cái hình thái căn nguyên ARDS đấy nó có thể sẽ mang những cái đặc điểm riêng biệt. Và trong đấy, và chính vì thế cho đến nay thì câu chuyện là tranh cãi ARDS COVID có phải là ARDS hay không thì người ta còn không tranh cãi nhiều nữa. Và vậy có cái điểm là tổn thương ARDS do COVID thì có những cái điểm gì khác biệt so với cái nó có đặc trưng hay không. Thế thì các nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh của ARDS thì do COVID thì cũng đã thấy ra là ngoài các cái cơ chế gây ra suy hô hấp giống như ARDS điển hình, tức là làm giảm trao đổi khí qua màng phế nang mao mạch, thì ở trong ARDS thì nó còn có cái tình trạng giảm oxy hóa máu nặng nề, thì còn có vai trò của cái chuyện mà giảm do rối loạn thông khí tưới máu do tình trạng là tắc các vi mạch phổi. Thì những cái điều này thì cho thấy là dẫn đến là những đặc điểm về ARDS do COVID thì cho đến nay thì rất nhiều các cái báo cáo, các nghiên cứu thì cho thấy là cái sự khác biệt điển hình và lớn nhất giữa ARDS do COVID và căn nguyên khác, đấy là trong ARDS do COVID thì có một cái điểm là cái độ giãn nở phổi của bệnh nhân là thường là cao hơn
tốt hơn những cái ARDS do căn nguyên khác. Thể tích phổi, tức là cái vùng tổn thương phổi của bệnh nhân có thể không tổn nặng nề như các căn nguyên ARDS khác, nhưng cũng đã có thể gây ra cái tình trạng giảm oxy hóa máu nặng nề như vậy hoặc thậm chí là nặng nề hơn. Và trong ARDS do COVID thì cái chuyện mà đáp ứng huy động phế nang có thể kém hơn, và vì thế nó có sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà cài đặt và điều chỉnh thông số thở máy. Và một cái điểm nữa thì như em đã nói rồi là suy hô hấp do COVID, giảm oxy hóa máu do COVID thì ngoài cơ chế như cơ chế cũ thì nó còn liên quan đến cái hiện tượng tắc vi mạch phổi. Thế thì em cũng xin nhắc lại, trong cho đến nay thì các cái biện pháp mà để cải thiện cái tình trạng giảm oxy hóa máu do vấn đề rối loạn thông khí tưới máu bằng cách là tìm cách khai thông lại các vi mạch phổi, là dùng tiêu sợi huyết hay các biện pháp điều trị đặc hiệu khác thì vẫn còn đạt được những cái kết quả rất là hạn chế. Thì các biện pháp trong y học của chúng ta, trong hồi sức, trong cấp cứu, chúng ta có thể cải thiện được, đấy là tìm cách làm sao được cải thiện vấn đề trao đổi khí qua màng phế nang mao mạch. Em cũng xin nhắc lại một chút về sinh lý thôi, được cái trên phương trình kinh điển về tóm tắt về cái các yếu tố mà ảnh hưởng đến trao đổi khí qua màng phế nang mao mạch thì như các thầy cô anh chị chúng ta thấy, trao đổi khí qua màng phế nang mao mạch phụ thuộc vào ba cái yếu tố lớn nhất, đấy là diện tích trao đổi, chênh áp giữa áp lực diên phần một cái khí trao đổi ở hai bên màng phế nang mao mạch, và cái độ dày hay là tính thấm của cái màng phế nang mao mạch đối với chất khí. Thế thì trong trường hợp mà trong các cái biện pháp hồi sức chúng ta đã làm tác động, nếu mà khi mà trong ARDS cái tình trạng mà các phế nang bị ngập lụt, màng phế nang mao mạch trao đổi khí kém, chúng ta có thể là làm cải thiện tình trạng này bằng cách là gia tăng chênh lệch áp lực giữa oxy ở trong phế nang và mao mạch. Đấy là bản chất của cái liệu pháp oxy như chúng ta đã thấy. Nhưng tuy nhiên khi mà số lượng các phế nang bị ngập lụt nhiều, số lượng phế nang bị xẹp quá nhiều, gia tăng lên, tức là cái diện tích trao đổi bị quá nặng, hay là dẫn đến tình trạng là săn ở trong phổi nó quá lớn, thì chúng ta đã thấy là cái liệu pháp oxy đơn thuần, tức là bình thường thì bằng liệu pháp oxy thì chúng ta có thể giúp là cải thiện được cái trao đổi oxy ở qua màng phế nang mao mạch. Nhưng khi mà cái tình trạng quá nặng thì liệu pháp kể cả chúng ta tăng oxy đến 100% thì cái cũng không thể cải thiện thêm được cái vấn đề trao đổi oxy qua màng phế nang mao mạch bằng cái liệu pháp oxy đơn thuần nữa. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta phải tìm cách nào đấy tác động để làm cải thiện cái diện tích trao đổi. Thì đấy là vai trò của thở máy. Thì như thầy cô các anh chị cũng đã biết là khi mà trong thở máy chúng ta bằng cái áp lực dương cuối thì thở ra, chúng ta tức là mình gọi là PEEP đấy, chúng ta có thể giữ được cho các cái phế nang bị xẹp sẽ mở được ra, và kèm theo nữa là được mở được các phế nang bị xẹp và đồng thời giữ cho các phế nang xẹp đấy nó không đóng. Tức là như vậy thì có thể tìm cách là sẽ làm gia tăng được cái diện tích trao đổi, giúp cho cải thiện vấn đề trao đổi khí qua màng phế nang mao mạch. Thứ hai nữa là trong các cái trường hợp và thông khí nhân tạo thì ngoài cái việc mà làm tăng diện tích trao đổi thì cái lực hỗ trợ về thở máy dương có thể giúp cho chúng ta giảm công hô hấp, hỗ trợ công thở cho bệnh nhân. Và vì vậy thì chỉ định về thông khí nhân tạo nói chung trong ARDS hay trong COVID thì chúng ta vẫn trong những trường hợp suy hô hấp cấp này thì là cũng không có sự khác biệt nhiều. Đấy là những trường hợp mà giảm oxy hóa máu nặng mà không đáp ứng với các liệu pháp oxy đơn thuần, hay là những cái trường hợp mà bệnh nhân thì có cái trường hợp cần phải có tình trạng tăng công thở mà cần phải hỗ trợ công thở, ví dụ bao gồm các trường hợp mà có sepsis hay tình trạng có sốc, và những tình trạng mà bệnh nhân có biểu hiện gắng sức nhiều. Thế thì khi quyết định sẽ cho bệnh nhân hỗ trợ thở không xâm nhập thì chúng ta lựa chọn là phương pháp mà thở xâm nhập cho bệnh nhân thì quyết định là lựa chọn sẽ đặt ống nội khí quản hay là thở không xâm nhập. Thì cái câu chuyện là vai trò của các cái biện pháp thở không xâm nhập thì thầy Sơn một phần cũng đã trình bày là ưu và nhược điểm của cái viện thở không xâm nhập và thở xâm nhập. Thì trong COVID chúng ta quyết định cho bệnh nhân là sẽ đặt ống cho bệnh nhân để thở xâm nhập, hay là cho bệnh nhân thở qua các biện pháp như thở qua mặt nạ, thở qua cái oxy liệu pháp dòng cao, thì chúng ta sẽ phụ thuộc cân nhắc vào những yếu tố nào. Thì trên đây là những yếu tố, thứ nhất là mức độ nặng của bệnh nhân, cái khả năng hợp tác hay đáp ứng của bệnh nhân, cũng như là các yếu tố về nguồn lực tại chỗ chúng ta có, đây là phương tiện là máy thở không xâm nhập này, các cái mặt nạ, các cái dây, hệ thống dây để mà giữ mặt nạ, hay là phương tiện về máy thở oxy lưu lượng cao, cái điều kiện con người chúng ta chăm sóc ở đấy thì như thế nào, và một yếu tố nữa là nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Thì chúng ta đã biết rằng là trước kia thì thở máy không xâm nhập thường áp dụng cho các những biện pháp trường cho những bệnh nhân suy hô hấp do các căn nguyên mà có thể giải quyết trong thời gian tương đối ngắn,
Tuy nhiên thì gần đây thì cái thở không xâm nhập thì nhất là đặc biệt là oxy thở, cái liệu pháp oxy dòng cao, lát nữa thầy Thái Sơn sẽ chia sẻ, thì đã xu hướng áp dụng cho những bệnh nhân ARDS ở mức độ trung bình, ví dụ khi có P trên F dưới một khoảng dưới 150, nhưng mà điều kiện theo dõi sát, mình có thể phải theo dõi sát. Thế thì một cái nữa liên quan đến nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân thì chúng ta biết rằng là tất cả các biện pháp thở không xâm nhập thì nó đều có nguy cơ tạo các giọt bắn, đặc biệt là trong trường hợp mà nếu mà cái hệ thống mask, các hệ thống thở của chúng ta không đảm bảo được kín thì nó nguy cơ tạo giọt bắn và nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế rất lớn. Và vì thế nên trong các cái biện pháp thở không xâm nhập cho bệnh nhân thì cái cho đến nay thì người ta cũng tìm hiểu và so sánh thì người ta cũng thấy rằng là cái liệu pháp oxy lưu lượng cao là một trong những liệu pháp mà nó có thể nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân sẽ thấp hơn so với các cái biện pháp mà thở không xâm nhập qua mặt nạ. Và cũng như thế thì cái liệu pháp oxy lưu lượng cao là cái biện pháp mà có thể tức là đầu tư rẻ tiền hơn, việc mà sử dụng thường là dễ dàng hơn. Việc mà chúng ta đào tạo một nhân viên mà biết sử dụng máy thở không xâm nhập thì có lẽ cũng không phải không hề dễ dàng ngay được, nhưng mà thở oxy lưu lượng cao thì mình chỉ cần hướng dẫn cái điều chỉnh FiO2 và điều chỉnh dòng nó có thể dễ dàng hơn. Cũng tương tự như thế thì đầu tư một cái máy thở oxy lưu lượng cao có thể vài chục triệu hoặc là ít tiền hơn so với một cái máy thở không xâm nhập. Và vì thế nên tính cái khả năng áp dụng phổ biến trong đại dịch thì thở oxy lưu lượng cao là một trong những biện pháp mà cho đến nay thì hầu hết các cái hiệp hội đều có cái khuyến cáo là nếu như bệnh nhân mà thở, nếu mà bệnh nhân suy hô hấp nặng không đáp ứng với cái liệu pháp oxy đơn thuần thì người ta khuyến cáo nên chuyển sang cái thở oxy lưu lượng cao. Cái điều này thì em cũng thấy phù hợp trong cái hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Thế thì tiếp theo đến là trong trường hợp mà chúng ta phải đặt ống thở máy xâm nhập cho bệnh nhân thì những cái vấn đề gì chúng ta quan tâm, những vấn đề trước đây thì đây là những cái vấn đề phổ biến như cài đặt pip như thế nào, cài đặt VT như thế nào, cao hay thấp, hay là các cái biện pháp mà cái chiến lược thông khí bảo vệ phổi cho bệnh nhân ARDS cũ nó có phù hợp đối với các bệnh nhân COVID hay không. Thì về đầu tiên là vấn đề cài đặt pip thì từ đầu vụ dịch thì cái quan điểm của một cái giáo sư Cattenoni là một trong những người rất nổi tiếng trong về thở máy cho các bệnh nhân ARDS, giáo sư người Ý, thì có đưa ra cái câu chuyện là cài đặt PEEP dựa trên phân loại của bệnh nhân. Ví dụ những bệnh nhân mà thấy là có cái trong cái phân loại của giáo sư thì có những bệnh nhân mà có cái trường hợp mà gọi là ARDS phân tip L thì là không nên cài đặt. Tip L ở đây là cái trường hợp mà bệnh nhân cái hình thái tổn thương phổi nó không nó mang không nặng nề như cái tip ARDS điển hình cũ, thì vai trò của việc mà cài đặt PEEP để mở phổi nó không nhiều. Và vì thế thì giáo sư khuyến cáo là cái PEEP thì không nên cài đặt quá cao, nên để mức từ 8 đến 10. Và còn với cái hình thái mà với cái tip H là cái giai đoạn thường là ở giai đoạn sau của COVID hay bệnh nhân nặng hay là giống như ARDS điển hình thì có thể nên sử dụng cái chiến lược PEEP cao. Sau này thì trong các cái khuyến cáo của các hiệp hội lớn, ví dụ như là các cái hiệp hội như Survive Sepsis Campaign thì cũng lại đưa ra cái khuyến cáo là với những cái trường khi mà cài đặt thở máy cho bệnh nhân thì cái chiến lược mà thở máy sử dụng với PEEP cao thì là được ưu tiên, nên được sử dụng hơn là cái chiến lược thở máy với PEEP thấp. Và chúng ta xem lại trong cài đặt thở máy cho bệnh nhân ARDS cũ, các hướng dẫn ví dụ như là theo ARDS Network cũ thì cái việc mà cài đặt PEEP cũng có cái sự ví dụ như cài đặt PEEP theo cái bảng là người ta khuyến cáo dựa trên là có sẽ hai cái bảng là bảng chiến lược là PEEP thấp và bảng chiến lược PEEP cao nó có khác. Vậy thì cái hướng dẫn về ARDS, cài đặt PEEP cho ARDS cũ với COVID bây giờ nó liệu có điểm gì mâu thuẫn không? Thì cá nhân em thì cũng nhận thấy là nó không có, tức là rõ ràng là cũng không có mâu thuẫn, không hoàn toàn mâu thuẫn. Thì ví dụ ngay kể cả trong chiến lược, trong hướng dẫn về cài đặt thở máy cho ARDS cũ, chúng ta cũng thấy là có hai cái chiến lược. Với những bệnh nhân mà nếu như mà có độ giãn nở của phổi còn tốt, thì cái chiến lược thở máy với PEEP, người ta hướng dẫn cài đặt với chiến lược thở máy với PEEP thấp. Đúng, còn với những trường hợp nếu mà phổi rất là cứng, độ giãn nở của phổi kém, thì cái chiến lược thở máy với PEEP cao thì là đã được ưu tiên sử dụng. Điều này cũng có nghĩa là gì? Tức là trong trường hợp ARDS chúng ta cần phải cá thể hóa, cần phải đánh giá tình trạng bệnh nhân để mà chúng ta lựa chọn.
Thì khi nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta không có đủ cái cơ sở, không có nhiều cái phương tiện để đánh giá để tìm PIP tối ưu, thì cái việc mà sử dụng cái bảng PIP này cũng có thể là một cái biện pháp vẫn có thể áp dụng được. Thế còn lại trong thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng biết là cái việc mà tìm cài đặt một cái PIP tối ưu cho bệnh nhân ARDS, đấy là câu chuyện của các thầy cô, các anh chị làm trong hồi sức, là cái vẫn vấn đề rất là khó khăn. Chúng ta đã có rất nhiều cái tranh cãi, rất nhiều cái biện pháp để giúp cho chúng ta dò mò tìm cái PIP, gọi là PIP tối ưu. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là tìm PIP tối ưu theo biện pháp là huy động phế nang và dò PIP từng bước. Và chúng ta sẽ trong cái đấy thì sẽ tìm cái ở cái mức PIP nào mà cái mức PIP mà sẽ bệnh nhân có cái mức độ oxy hóa gọi là tốt nhất, có thể đã cho được là gọi là PIP tối ưu, hay là ở cái mức PIP nào mà cái mức mà thấy là các cái thông số cơ học, đặc biệt là độ giãn nở của phổi tốt, có thể chúng ta sẽ lựa chọn đấy là mức PIP tối ưu. Hay là ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều cái biện pháp khác như sử dụng dò tìm PIP tối ưu bằng cái sử dụng chỉ số là stress index, hay là những một số cái máy thở một số cái máy thở nâng cao thì có thể giúp cho chúng ta dựng cái đường cong PV, giúp cho chúng ta có thể là xác định được nên cài đặt mức PIP là ở cái mức mà ở trên điểm uốn dưới, hay là có thể trong trường hợp mà chúng ta cần phải cá thể hóa những trường hợp, ví dụ những trường hợp mà có cái áp lực của màng phổi quá lớn, ví dụ những trường hợp bệnh nhân béo phì, những trường hợp bệnh nhân có tăng áp lực ổ bụng, thì có thể chúng ta sẽ lại phải cần dò PIP, cần phải điều chỉnh PIP dựa vào cái áp lực, phải tính toán cái áp lực xuyên phổi, hay là đo bằng cách là đo áp lực thực quản. Ngoài ra nữa thì gần đây thì cái việc mà áp dụng siêu âm trong cái việc mà dò PIP, cài đặt PIP, tìm PIP tối ưu cũng đã được ứng dụng ở trong hồi sức. Trên đây là em đã liệt kê là một số các cái phương pháp để giúp cho chúng ta gọi là xác định và tìm PIP tối ưu. Mỗi một cái phương pháp này thì nó đều có những cái ưu và nhược điểm nhất định, và không có phương pháp nào là phương pháp đúng tuyệt đối để giúp cho mình dò mình tìm một PIP tối ưu. Quan điểm của chúng em thì cũng như anh em hay dặn anh em là chúng ta coi đây mỗi một cái phương pháp này giống như là một cái miếng võ, một cái bài để mà mình dò mình tìm cái PIP. Trong trường hợp nếu như mà bệnh của mình ổn định thì có thể mình sẽ không phải sử dụng đến quá nhiều cái phương pháp này. Nhưng nếu trong trường hợp lâm sàng mà bệnh nhân mình theo một cái phương pháp này, sử dụng một cái võ này ra rồi, cài đặt tìm có thể cái PIP, phương pháp này tìm cho mình giúp đấy là PIP tối ưu, nhưng rõ ràng lâm sàng bệnh nhân không thấy cải thiện, thấy xấu đi, thì mình sẽ phải dở các miếng võ khác. Và mình trang bị nếu như mà có càng nhiều cái phương pháp để giúp cho mình tìm PIP tối ưu, cũng như thế mình sẽ phải theo dõi sát bệnh nhân và cá thể hóa đánh giá bệnh nhân. Như vậy thì cái việc mà mình sẽ tìm một cái dò một cái PIP nào đấy nó phù hợp đối với bệnh nhân, chứ nó không, bản thân bệnh nhân COVID hay bệnh nhân ARDS khác nó cũng sẽ không có một cái công thức hay một cái phương pháp nào mà nó thuần nhất mà áp dụng được cho tất cả các bệnh nhân. Vấn đề tiếp theo đấy là chúng ta nên cài đặt VT cho bệnh nhân COVID như thế nào. Thì cũng từ đầu dịch thì chúng ta thấy là vì là cái phổi của bệnh nhân COVID là cái nhận định được là thể tích phổi lành còn cao, cái độ giãn nở của phổi còn lớn, và vì thế cho nên là nhiều thầy hay là rất là nhiều các nhà hồi sức cũng đề xuất cái chiến lược cài đặt là chúng ta có thể cài đặt cái thể tích cao hơn. Như với bệnh nhân mà ARDS thông thường thì chúng ta khuyến cáo là thở máy với VT là thấp, thường dưới 8, tức là từ 4 đến 8. Vậy thì trong trường hợp bệnh nhân COVID có nên cài đặt cao hơn hay không? Thế thì trước đây thì chúng ta cũng đã biết rất rõ rằng là cái việc mà thở máy bình thường thì với cái VT tầm 7 đến 8 là VT sinh lý của cơ thể người. Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân có tổn thương phổi do ARDS, do bất kỳ căn nguyên gì, thì cái thể tích phổi lành nó bị giảm đi rất nhiều. Và việc mà cài đặt với một thể tích phổi lớn hơn 8 thì đều có thể sẽ dẫn đến nguy cơ, dẫn đến cái tình trạng là tổn thương phổi do thể tích quá cao. Đúng, những cái điều này thì chúng ta đã biết được rất rõ từ phải đến vài chục năm trở lại đây rồi. Và cũng vì thế thì những cái khuyến cáo mà cài đặt VT thấp cho các bệnh nhân ARDS cũ thì đã được đưa vào các guideline kinh điển rồi, là không nên cài đặt. Thế còn trong bệnh nhân COVID thì sao? Cho đến nay thì hầu hết các hiệp hội cũng đều khuyến cáo rằng là chúng ta không nên cài đặt cái VT quá cao, mà VT nên cài đặt ở cái mức từ 4 đến 8 cho bệnh nhân. Tức là như vậy thì sẽ làm giảm cái nguy cơ tổn thương phổi do thở máy cho bệnh nhân. Có một điều là
Thế thì để mà trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thường cũng rất ít khi khi mà cài đặt thở máy thì em cũng thấy là chúng ta không hay hay tính cái cân nặng lý tưởng của bệnh nhân, và ít khi cái việc mà cài đặt VT thường là theo cái chủ quan của chúng ta. Nhưng mà một cái lưu ý là chúng ta vậy thì trước khi cài đặt thở máy cho bệnh nhân, chúng ta cần phải tính toán cái cân nặng lý tưởng để tính toán cái lượng VT cần cho bệnh nhân. Và trong COVID thì như chúng ta đã biết là nếu trong COVID nói chung và trong ARDS nói riêng, thì để khi mà cài đặt được đúng cái VT theo cái mục tiêu của bảo vệ phổi thì thường những cái hiện tượng chống máy ở giai đoạn đầu thường nó sẽ lại cũng sẽ nặng nề hơn. Và chính vì thế cho nên là người ta cũng khuyến cáo là với các bệnh nhân ARDS ấy, thì chúng ta nên sử dụng an thần giãn cơ để bệnh nhân thở hoàn toàn theo máy, tránh cái tình trạng chống máy, đặc biệt là trong 24 đến 48 giờ đầu tiên. Thì cái điều này thì vẫn cũng thống nhất giữa các ARDS cũ và các cái chiến lược thở máy cho bệnh nhân COVID. Tiếp theo nữa là trước kia khi chưa có COVID thì các cái khi mà thở máy cho bệnh nhân thì chúng ta đã biết là ngoài những cái lợi ích mà thở máy mang lại thì thở máy cũng có thể gây ra nhiều cái hình thái tổn thương phổi khác, đặc biệt là với những trường hợp mà nếu mà áp lực đường thở quá cao thì nó có thể gây ra dẫn đến tình trạng là chấn thương phổi do áp lực. Và chính vì thế hay là gần đây nữa thì chúng ta cũng biết là một cái gọi là driving pressure hay là chênh lệch giữa một áp lực nền và cái áp lực P plateau nếu mà quá cao quá 10 năm thì cũng có thể dẫn làm cho cái gia tăng cái tình trạng tổn thương phổi. Và cái từ cái nghiên cứu nền tảng cách đây khoảng gần 10 năm từ năm 2012 của Amato thì cho đến nay thì cái việc mà cài đặt thở máy làm sao mà để PT để cái áp lực đường thở không quá cao dưới 10 năm dưới 30 và driving pressure dưới 10 năm thì cũng đã được đưa vào cái khuyến cáo trong điều trị ARDS cũ. Và thế thì còn trong COVID mặc dù là chưa có nhiều những cái bằng chứng chứng minh, nhưng tuy nhiên thì người ta dựa trên áp dụng dựa trên những nền tảng về kiến thức đã có về ARDS cũ thì người ta vẫn khuyến cáo là với các bệnh nhân khi mà thở máy cho bệnh nhân do COVID thì tất cả các cái tiêu chí về chiến lược thở máy bảo vệ phổi vẫn nên được áp dụng cho bệnh nhân. Và như vậy thì cái điểm qua thì chúng để kết luận cho cái phần trình bày về thông khí ARDS, thông khí cho bệnh nhân COVID thì em thấy là tổn thương suy hấp cấp do COVID cũng là một cái hình thái của ARDS, nhưng nó có những điểm khác biệt căn bản. Đấy là bệnh nhân tổn thương phổi do COVID thì có cái độ giãn ở phổi lớn hơn, và cái giảm oxy hóa máu của bệnh nhân thì ngoài cái cơ chế giống như các hình thái ARDS cũ mà mình đã biết thì còn có vai trò của việc mà thuyên tắc cái vi mạch phổi. Các cái khuyến cáo về thở máy cho bệnh nhân ARDS cũ thì về cơ bản vẫn phù hợp và vẫn áp dụng được cho bệnh nhân COVID. Trong đấy thì cái việc mà cài đặt PEEP oxy chúng ta cũng cần phải cá thể hóa trên từng bệnh nhân một. Các cái chiến lược thở máy thông khí bảo vệ phổi như VT thấp từ 4 đến 8 ml trên kg cân nặng lý tưởng, hay là thở máy để cài đặt với áp lực đường thở không quá cao dưới 30 và driving pressure dưới 10 năm, hay sử dụng an thần giãn cơ, đấy là những cái khuyến cáo vẫn nên được áp dụng cho các bệnh nhân COVID ạ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và anh chị ạ.